mất thêm gần 1 triệu người dùng trong quý 2, nhưng đây lại là tin vui về các khổng lồ trực tuyến Netflix. Tại sao lại như vậy? Tiền truyện Game of Thrones còn đang thai nghén đã nhận đầy hoài nghi bởi định kiến khán giả dành cho mùa cuối trò chơi vương quyền. Nhà phát hành và tác giả nói gì? Sau khi đóng Moon Knight, Ethan Hawke phản hồi thế nào trước quan điểm phim Marvel không phải điện ảnh của huyền thoại Martin Scorsese? Nán lại tới cuối để có câu trả lời cho những câu hỏi trên nhé. Trước hết, cùng mở đầu với tin tức về thực trạng chảy máu người dùng của Netflix. Thứ ba vừa qua, Netflix cho biết hãng mất thêm 970.000 người dùng trong quý 2 năm nay. Mặc dù con số này đánh dấu lượng giảm kỷ lục trong suốt 25 năm qua, nhưng vẫn còn tốt chán so với dự đoán ban đầu. Cuối quý đầu 2022, cổ phiếu Netflix giảm sâu 37% trong một ngày sau khi rộ lên tin rằng hãng mất 200.000 người dùng trong quý. Các chuyên gia đưa ra dự đoán rằng số người hủy đăng ký sẽ còn nhân lên gấp 10 ở quý 2. Thế nên lượng giảm thực tế chỉ chiếm một nửa so với dự đoán là tín hiệu đáng mừng đối với gã khổng lồ trực tuyến. Từ đây, công ty kỳ vọng rằng thời kỳ suy thoái cuối cùng đã kết thúc và Netflix sẽ thêm lại 1 triệu người dùng trong quý 3. Để hiện thực hóa kỳ vọng ấy, Netflix đưa ra một số động thái nhằm trực tiếp giải quyết vấn đề được cho là khiến hãng mất khách. Đầu tiên là việc chia sẻ tài khoản bên ngoài hộ gia đình. Theo trang NPR, có tới hơn 100 triệu hộ gia đình đang lợi dụng tính năng chia sẻ tài khoản lỏng lẻo để xem chuồng Netflix. Thế nhưng sắp tới, họ sẽ phải bỏ thêm 2,99 đô một tháng nếu muốn chia sẻ tài khoản giữa các hộ gia đình khác nhau. Lý thuyết thì là vậy, nhưng đây vẫn là một bài toán khó với Netflix bởi chẳng mấy ai sẵn lòng trả tiền cho một tính năng mà họ đã quen dùng miễn phí nhiều năm. Một hướng đi khác của Netflix là bắt tay cùng Microsoft cho ra đời một gói mới rẻ hơn, đổi lại, người dùng phải chấp nhận xem quảng cáo. Dịch vụ này trước hết được dự kiến thử nghiệm tại một số khu vực có thị trường quảng cáo phát triển mạnh mẽ như New York và Los Angeles vào đầu năm 2023. Ngoài ra, gã khổng lồ trực tuyến cũng tập trung cải thiện chất lượng ở mảng nội dung. Netflix đang dần chuyển dịch, đi từ một thư viện tổng hợp chương trình được các hãng và công ty khác sản xuất sang chạy chủ yếu bằng những nội dung chính chủ như series Stranger Things hay The Grey Man gần đây. Bên cạnh đó, chiến lược phát hành những đứa con tinh thần này cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong việc giữ chân khách. Một bài học tích lũy được từ việc phát hành mùa 4 Stranger Things là chia nhỏ series để ra mắt thay vì tung thẳng cả mùa trong một ngày. Cách này giúp duy trì hứng thú của khán giả, giúp series có chỗ đứng trong top 10 của nền tảng lâu hơn. Quý vừa rồi, mùa mới Stranger Things ra mắt vào tháng 5 đã cứu cánh không nhỏ cho Netflix, rồi còn thành công kéo sự quan tâm của khán giả tới đầu quý 3, thời điểm phát hành nốt nửa cuối mùa 4 series. Nhưng như vậy đã là đủ để giúp các khổng lồ trực tuyến đạt chỉ tiêu tăng lại 1 triệu sub trong quý này. Chúng mình sẽ cập nhật và mang tới câu trả lời ngay khi có tin tức, nên đừng bỏ lỡ bản tin phê phim vào thứ bảy hàng tuần nhé. Tiếp theo, cùng chuyển sang bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, xem những cái tên nào đang làm mưa làm gió tại các nhà rạp Bắc Mỹ và Việt Nam. Đứng thứ 5 là phim tiểu sử âm nhạc Elvis, bổ sung thêm 8 triệu và tổng doanh thu 112 triệu đô. 12,3 triệu đô tiền bán vé đã mang về hạng 4 cho Top Gun: Maverick, đồng thời đánh dấu tuần thứ 8 Tom Cruise lọt top bảng xếp hạng. Vị trí thứ 3 thuộc về tân binh Where the Crawdads Sing của nhà Sony với doanh thu mở màn 17,3 triệu. Ngôi Á quân tiếp tục được trao cho binh đoàn Chuối Vàng. Gru và những anh bạn đầu chọc da vàng thành công lấy lòng khán giả, thu về 26,8 triệu đô. Thần Sấm lần nữa thống trị bảng xếp hạng khi mang về 46,6 triệu, hô biến tổng doanh thu phòng vé thành 254,1 triệu đô chỉ với 2 tuần chào sân. Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt mở ra với tác phẩm kinh dị Karem, vật chứa tử thần với hơn 1,2 tỷ đồng từ các nhà rạp. Hạng 4 thuộc về phim mới của đạo diễn Park Chan-wook, Quyết tâm chia tay, khi thu về 1,4 tỷ đồng. Ở vị trí thứ 3 là bộ phim LGBT tạo tiếng vang lớn khắp châu Á, Cherry Magic, 30 tuổi vẫn còn jean sẽ biến thành phù thủy, với 1,8 tỷ đồng doanh thu. Khác với tình hình bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, về đến rạp Việt, Thor: Love and Thunder bị đám lâu la màu vàng cho hít khói, nhận về hơn 16,5 tỷ cùng hạng 2. Minions: Sự trỗi dậy của Gru lần nữa giành chiến thắng áp đảo khi ẵm trọn 24,7 tỷ đồng. Nếu bạn là fan của Bé Lũ Chuối Vàng, đừng bỏ lỡ video review phim cũng như phân tích ngôn ngữ, nguồn gốc của Kevin, Stewart và những người bạn trên sóng phim nhé. Dù đã 3 năm trôi qua, nhiều khán giả vẫn không thể du di cho Game of Thrones mà nhắc lại thất bại của mùa cuối, đặc biệt là trước thềm ra mắt series tiền truyện House of the Dragon. Trước những lời chê bai và hoài nghi của cộng đồng mạng nhằm đến Game of Thrones nói chung và House of the Dragon nói riêng, HBO và tác giả George R. R. Martin đã phải lần nữa lên tiếng dập dư luận, bảo vệ đứa con tinh thần của mình. Trong buổi phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, ông Casey Bloys, giám đốc nội dung của HBO và HBO Max chia sẻ rằng sau khi đọc những chỉ trích trên Twitter nhằm đến cái kết của mùa 8 Game of Thrones, cụ thể là số phận của mẹ rồng Daenerys, ông và những người đồng nghiệp tự nhủ rằng Twitter không phải đời thực và không đại diện cho ý kiến của toàn bộ người xem. Việc chiều lòng tất cả khán giả là không thể, kiểu gì cũng có ý kiến trái chiều. Tác giả George R. R. Martin cũng đồng quan điểm. Ông đã chứng kiến không ít những bài podcast, những luồng quan điểm độc hại trên Internet, cho rằng mùa 8 để lại ấn tượng xấu đến độ người ta sẽ không bao giờ xem Game of Thrones nữa. Theo vị tác giả, ông không còn tin những ý kiến cực đoan như vậy.
Có thể nói, HBO và George R.R. Martin đều đang vững tin vào tác phẩm của họ, lấy đó làm động lực và tiền đề để sản xuất tiền truyện House of the Dragon sắp tới. Bởi rất có thể, tác phẩm này sẽ còn nhận về ý kiến trái chiều nhiều hơn nữa khi nó mang thông điệp và tông đen tối hơn cả Game of Thrones. Tác giả George R.R. Martin hé lộ rằng series tiền truyện này sẽ không có một cá nhân chính nghĩa như Arya Stark để mọi người cùng yêu mến. Các nhân vật đều là những người bình thường với những hỉ nộ ái ố và bị cám dỗ bởi quyền lực. Được biết, House of the Dragon lấy bối cảnh 300 năm trước các sự kiện chính trong Game of Thrones, kể về nhà Targaryen và cuộc nội chiến, được biết đến với tên gọi Vũ điệu của bầy rồng. Ngoài House of the Dragon, các dự án ngoại truyện khác của Game of Thrones bao gồm 10,000 Ships, Nine Voyages, Dunk and Egg, 3 dự án hoạt hình và một series hậu truyện kể tiếp cuộc hành trình của Jon Snow. Jon Snow Kit Harington thì vừa gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel, vừa sắp có phim riêng. Ông chú Tyrion Lannister cũng không hề chịu kém cạnh, mà kiếm ngay vai chính trong tiền truyện franchise đình đám The Hunger Games. Peter Dinklage tham gia tiền truyện The Hunger Games. Theo Variety, ngôi sao Game of Thrones Peter Dinklage sẽ góp mặt trong tiền truyện The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Được biết, Peter sẽ vào vai hiệu trưởng Casca Highbottom, cha đẻ của Hunger Games. Ông có mối thù sâu sắc với nhân vật chính Coriolanus Snow, bắt nguồn từ mối duyên nợ với cha cậu, ôm hy vọng giết Coriolanus trong đấu trường. Bên cạnh Peter Dinklage, những gương mặt diễn viên được công bố trước đó bao gồm Tom Blitz, Rachel Zegler và Hunter Schafer. Phim dự kiến công chiếu vào ngày 17 tháng 11 năm 2023. Sony cập nhật lịch phát hành Madame Web và Insidious 5. Thứ hai vừa qua, Sony thông báo lùi lịch phát hành của Madame Web từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 sang 6 tháng 10 năm 2023. Thế chân vào ngày phát hành ban đầu của Madame Web là phần phim thứ 5 thuộc thương hiệu kinh dị ăn khách Insidious. Về Madame Web, phim có sự tham gia của ngôi sao 50 sắc thái Dakota Johnson, xoay quanh một phụ nữ mù lớn tuổi mắc bệnh nhược cơ, gián tiếp chống lại cái ác nhờ khả năng ngoại cảm. Còn về Insidious 5, phim lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện xảy đến với nhà Lambert ở phần 2, tập trung vào cậu con trai Dalton, lúc này vừa bước chân vào đại học. Đặc biệt, Patrick Wilson, nam chính của hai phần phim đầu, sẽ ngồi ghế đạo diễn cho phần 5. Ty Simpkins, cậu bé từng thủ vai Dalton năm nào, cũng sẽ trở lại với vai diễn của mình. Phim Marvel có phải điện ảnh không? Cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu này có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết khi cứ một thời gian lại có thêm gương mặt bày tỏ quan điểm mà mới nhất là Ethan Hawke. Đầu tuần qua, trong một buổi phỏng vấn với IndieWire, Ethan Hawke chia sẻ rằng ông không hề bận tâm trước quan điểm phim Marvel không phải điện ảnh của vị đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese, thậm chí còn đồng tình ở một khía cạnh nào đó. Đầu năm nay, Ethan Hawke đã chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel với vai phản diện Arthur Harrow trong Moon Knight. Người hâm mộ của nam tài tử không khỏi ngạc nhiên trước màn xuất hiện của Ethan Hawke ở MCU, bởi trước đó, ông không hề thích thể loại phim siêu anh hùng. Khi được hỏi về quan điểm của đạo diễn Martin Scorsese, nam diễn viên 52 tuổi cho rằng giới điện ảnh cần những người như Martin Scorsese để nói lên sự thật, rằng có những thứ quan trọng hơn là kiếm tiền, đồng thời nhắc nhở các nhà làm phim và khán giả không đặt tiêu chuẩn của mình quá thấp. Từ trải nghiệm cá nhân khi tham gia Moon Knight, nam diễn viên nhận thấy môi trường của Marvel thân thiện với diễn viên hơn là đạo diễn. Ở đó, các diễn viên được tạo điều kiện tối đa và có cơ hội thử sức với vai diễn đa dạng, khó nhằn như siêu anh hùng đa nhân cách của Oscar Isaac trong Moon Knight. Theo Ethan Hawke, chủ tịch Kevin Feige hiểu rõ rằng diễn viên càng yêu thích vai của mình, khán giả cũng sẽ càng hào hứng hơn. Mặt khác, đạo diễn phim Marvel không được tự do như vậy. Họ phải tuân theo một vũ trụ với rất nhiều ràng buộc khi các câu chuyện và nhân vật đều có mối liên hệ với nhau. Vậy nên, theo Ethan Hawke, quan điểm của Martin Scorsese xuất phát từ góc nhìn của một đạo diễn có tâm với nghề, đang nhìn vào việc bị giới hạn óc sáng tạo mà đánh giá. Mới đây, Ethan Hawke quay trở lại với vai trò đạo diễn trong series phim tài liệu The Last Movie Stars xoay quanh con đường sự nghiệp của huyền thoại điện ảnh Paul Newman và câu chuyện tình với Joanne Woodward. Loạt phim đã có mặt trên HBO Max từ ngày 21 tháng 7. Trước khi khép lại bản tin, để chúng mình giới thiệu tới các bạn một bộ phim hoạt hình đáng yêu không kém Lũ Lâu La Đầu Chọc Da Vàng được trình làng vào tuần tới. Khi những con sen toàn những siêu anh hùng thì các boss cũng đâu thể tầm thường được, phải không nào? Trong khi chủ nhân là Superman với Liên minh Công lý, thì chú chó Crypto của anh cũng thành lập nên Liên minh Siêu thú của riêng mình. Chứng kiến Superman bị kẻ xấu bắt, Crypto cùng những người bạn mới sở hữu siêu năng lực dấn thân vào cuộc hành trình giải cứu chủ nhân, cứu thế giới. 29 tháng 7 tới, cùng ra rạp xem ngay Liên minh Siêu thú để được thấy một Superman phiên bản cuốn cưng, The Flash phiên bản rùa cạn và Ant-Man phiên bản heo sinh nhé! Bản tin phê phim News xin được khép lại tại đây. Tuần qua, có tin tức nào các bạn quan tâm mà chúng mình bỏ lỡ không? Để lại bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn vì đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.